Thưa quý vị và các bạn, di chứng sau đột quỵ não thường rất nặng nề. Người bệnh không chỉ bị ảnh hưởng tới chức năng vận động mà cả tâm lý, nhận thức và ngôn ngữ. Phục hồi chức năng là cách duy nhất để bệnh nhân sớm hòa nhập vào xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thời gian vàng phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân sau đột quỵ nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Tiến triển nhiều nhất sẽ diễn ra trong khoảng 6 tháng đầu. Có tiền sử bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu. Sau khi có biểu hiện đau đầu, không nói được, bệnh nhân này được gia đình đưa tới khám và điều trị nội khoa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong khoảng 10 ngày. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội trong tình trạng liệt nửa người. Bệnh nhân phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn, nói ngọng, các chức năng sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Thế sao về đây phục hồi chức năng được một đợt thì trong Tết thì thấy ở đây đấm bóp, đâm nến với lại sung điện thì thấy người nó cứ tiến triển dần. Thì tôi về ăn Tết xong mùng 6 Tết thì tôi lại vào đây. Lần này điều trị, lần này lần thứ hai. Thì tiến triển được, người thấy đi lại được rồi, nói tốt và tay chân cử động tốt rồi. Sau khi bị đột quỵ do trượt chân ngã, bệnh nhân này cũng rơi vào tình trạng liệt nửa người. Trải qua hơn một tháng phục hồi chức năng bằng các phương pháp như điện xung trị liệu, xoa bóp bấm huyệt, tập vận động, bệnh nhân đã tự di chuyển và nói chuyện, giao tiếp bình thường. Vào bệnh viện thì được các bác sĩ chăm sóc tận tình, cơ thể cảm thấy đi lại là một, và cái vận động tay chân và cái chế độ sinh hoạt riêng của mình thì cũng tự chủ được và cái tiến bộ về chân và tay. Nhân sinh thì trước khi vào viện là bệnh nhân di chuyển bằng xe lăn, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn. Hiện tại là bệnh nhân di chuyển độc lập với cả nẹp và gậy trợ giúp. Sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc chỉ phụ thuộc mỹ thôi. Thế với cái thang điểm mà sinh hoạt hàng ngày thì lúc mới đầu vào là bệnh nhân phụ thuộc chỉ được 10 trên 100 điểm, nhưng hiện tại là được 90 trên 100 điểm. Chỉ có một số vấn đề như là phải tắm giặt thì mới cần nhờ vợ trợ giúp, còn lại tất cả vấn đề khác bệnh nhân hoàn toàn độc lập. Còn với bệnh nhân dân thì vào đây là cũng chuyển từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về sau khi giai đoạn cấp. Thì bệnh nhân cũng là điều trị được phục hồi chức năng sớm. Thì mới đầu vào đây thì bệnh nhân dân cũng di chuyển bằng xe lăn, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn. Nhưng ngoài ra thì bệnh nhân dân có tình trạng về vấn đề về nói ngọng và vấn đề về suy giảm nhận thức. Thì sau quá trình điều trị ở đây thì hiện tại là bệnh nhân đã hết nói ngọng và nhận thức cũng rất là ổn. Và bây giờ hiện tại là bệnh nhân sinh hoạt hàng ngày cũng độc lập, tự lên xuống cầu thang một cách tốt. Theo các chuyên gia y tế, nguyên tắc của phục hồi chức năng sau đột quỵ là cần phải can thiệp sớm, đúng cách, kiên trì và liên tục. Bệnh nhân không nên tự tập phục hồi chức năng tại nhà khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên, bởi nếu lực tập không đủ hoặc các bài tập không phù hợp theo từng giai đoạn, bệnh sẽ làm chậm trễ thời gian vàng phục hồi cho bệnh nhân. Bệnh đột quỵ thì đầu tiên người ta các cái giai đoạn về chuyên ngành phục hồi chức năng thì sẽ chia làm 4 giai đoạn. Đầu tiên là sẽ giai đoạn cấp là trong vòng 24 giờ đầu. Sau đó đến giai đoạn phục hồi chức năng sớm là từ 24 giờ đầu đến 3 tháng nếu không có chống chỉ định. Và sau giai đoạn phục hồi chức năng muộn là từ 3 đến 6 tháng và giai đoạn di chứng là sau 6 tháng. Vậy thì với cả cái giai đoạn phục hồi chức năng vàng thì người ta sẽ tính trong vòng là ngày đầu thì người ta sẽ không tập, sau 24 giờ đầu không tập vì được chứng minh là nếu mà tập trong vòng 24 giờ đầu là sẽ không tốt. Sau 24 giờ để bắt đầu có thể tập phục hồi chức năng rồi. Và thời gian phục hồi chức năng vàng là sau 6 tháng đầu sau đột quỵ, trong đó 3 tháng đầu là 3 tháng rất là vàng. Tất cả những cái biện pháp từ tập luyện đến dùng thuốc thì mình sẽ cố gắng để mình sẽ kích thích tối đa và trong vòng 6 tháng đầu để cho bệnh nhân sẽ giúp bệnh nhân phục hồi một cách tốt nhất. Với các bài tập vận động, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu phục hồi chức năng sẽ giúp người bệnh lấy lại sự linh hoạt, tăng sức mạnh của cơ bắp và thực hiện các chức năng cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.